Mặt nạ tế bào gốc Ubicell chứa tế bào gốc hoa nhung tuyết, thành phần xa xỉ của mọi làn da căng bóng. Được phát hiện ở các núi đá vôi của châu Âu và châu Á, nơi tiếp xúc và chịu ảnh hưởng trực tiếp của ánh nắng mặt trời, nên hoa nhung tuyết có khả năng tự bảo vệ và chống lại tác hại của tia cực tím, từ đó giúp làn da căng mịn, săn chắc, đàn hồi mà vẫn bền vững trước tác hại của môi trường. Sau bước làm sạch da, bạn lấy mặt nạ ra và đắp lên mặt. Điều chỉnh để cho mặt nạ phủ hết khuôn mặt. Phần tinh chất còn lại, bạn có thể dùng để thoa lên mặt và cổ. Thư giãn trong vòng 15 đến 20 phút. Khi đắp mặt nạ, bạn sẽ có cảm giác hơi tê nhẹ ở viền môi. Bạn đừng lo lắng nhé. Đó chính là do hoạt chất của các thành phần đang phát huy tác dụng thẩm thấu chất dinh dưỡng vào da của bạn đấy. Mặt nạ tế bào gốc tái tạo da Ubicell chứa lượng dưỡng chất rất lớn, nên để đạt được hiệu quả tối ưu, sau khi gỡ mặt nạ ra, bạn có thể giữ nguyên dưỡng chất trên da để các thành phần trong sản phẩm tiếp tục phát huy tác dụng. Trong trường hợp bạn cảm thấy không quen, bạn có thể rửa mặt nhẹ nhàng với nước sạch. Mặt nạ tế bào gốc tái tạo da Ubicell rất thích hợp để sử dụng hàng ngày như một sản phẩm dưỡng da. Với ưu điểm vượt trội là tế bào gốc, mặt nạ Ubicell thẩm thấu tận sâu vào các lớp biểu bì dưới da, làm da căng bóng, trắng sáng, rạng ngời.